Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 23 tháng 7 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Phú Yên giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 23 tháng 7. Chiều ngày 22 tháng 7, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ký ban hành văn bản hòa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 toàn tỉnh trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 23 tháng 7. Phú Yên yêu cầu toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc gia đình cách ly với gia đình, thôn buôn cách ly với thôn buôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Các địa phương trong tỉnh đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội kịp thời điều chỉnh để áp dụng các nguyên tắc chỉ thị 16 trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương và thủ trưởng các cơ sở ban ngành kiên quyết không để ngoài chặt trong lỏng, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện yêu cầu về giãn cách và nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình. Các địa phương không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người, đặc biệt là tăng cường quản lý chặt chẽ khu cách ly, phong tỏa, giám sát thường xuyên cách ly tại nhà theo quy định. Chủ tịch tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu các sở ngành chính quyền địa phương làm tốt công tác an toàn xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời đầy đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công việc, làm ăn do dịch bệnh. Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Phú Yên giao các địa phương bảo đảm tốt nhất tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm sản xuất lưu thông hàng hóa an toàn từng đơn vị, địa phương và các địa phương khác, chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở thuộc nhóm danh mục được phép hoạt động đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống dịch. Và theo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, từ ngày 23 tháng 6 đến nay, tỉnh có 1.000 ca bệnh và dự báo thời gian tới sẽ số ca bệnh nặng và số ca tử vong sẽ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, áp dụng chỉ thị 16 trên địa bàn toàn tỉnh là để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh, tận dụng thời gian giãn cách xã hội chỉ thị trên địa bàn để triển khai quyết liệt, siết chặt các giải pháp phòng chống dịch để đạt được kết quả tốt nhất. Và đó là thông tin ngày 23 tháng 7 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bố thể, đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký và chung.